Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và chúng ta đang được gặp lại nhau trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 và mỗi lần ghi hình chương trình thì bản thân Vân cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì Vân được gặp những người mình rất là yêu quý trong công việc của mình và thậm chí là cả đối với những người chưa quen biết nhưng được ngồi ở đây với họ, được lắng nghe câu chuyện của chính họ để rồi cũng thấy mình trong đó và Vân tin rằng là riêng đối với tình yêu và đời sống hôn nhân gia đình, nếu như bạn có sự chân thành và thực sự cầu thị thì có lẽ mọi vấn đề khúc mắc đều có thể hóa giải. Và hy vọng là ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có những lời nói thật đẹp được chia sẻ trong chương trình, sẽ là những lời thú nhận có thể nó rất là thật, nó rất là mộc, nhưng mà đâu đó mình vẫn cảm thấy rằng là người trong cuộc thực sự muốn thay đổi để có thể hoàn thiện hơn trong mắt người bạn đời của mình. Và chúng ta sẽ cùng chào đón vị khách mời đặc biệt đến với chương trình ngày hôm nay. Trước khi gặp gỡ cặp đôi của chương trình nhé, hãy cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Thôi nhảy luôn đi. Dạ. Mình nhảy luôn cho hết nhạc luôn. Con, hết rồi cũng nhảy luôn đi cô. Nhảy đi, nhảy cho dạ. Nhạc cho bao nhiêu phút chương trình mình, bao nhiêu phút. Dạ, 25 phút, mình nhảy hết 25 phút luôn cô. Dạ, đi. Khách mời ta chờ kệ. Đâu có được đâu đúng không cô? Nói chứ con với cô đến trời đây không phải là chỉ để nhảy múa với nhau mà mình sẽ phải lắng nghe câu chuyện của khách mời. Và con nghĩ rằng là sau khi mà mình gặp họ rồi á, và nếu như mà họ có một cái vấn đề gì đó đang cần phải chia sẻ và biết đâu là mình có thể giúp được gì đó cho họ, thì sau đó mà mình có mở tiệc, mình nhảy múa tưng bừng thì lúc đó nó sẽ rất là đã đó cô. Không, nhưng mà sao con có vẻ con rào trước đón sau đồ ha. Thành ra cô cũng biết cái cặp khách mời này đặc biệt mức nào ta. Vị khách mời mà chúng ta gặp gỡ trong chương trình á, thì họ làm công việc nghệ thuật và lại liên quan mật thiết đến lĩnh vực cải lương. Thôi giờ mình gặp họ luôn đi cô ha. Gặp đi, gặp nhìn clip hay là sao? Dạ bây giờ nhìn clip trước rồi xíu nữa nhìn người thật việc thật luôn. Rồi rồi, bây giờ cô cháu mình cùng xem ha. Dạ. Để hai đứa đến được với nhau, cả một chuỗi ngày rất là khó khăn, rất nhiều rào cản vật chất, tiền tài, cả vấn đề hai bên cũng rất là khó khăn. Trong mọi hoàn cảnh, trong cuộc sống của chúng ta, anh luôn là một hậu phương vững chắc của em. Và em nghĩ là anh cũng cảm nhận được điều đó. Và em chỉ muốn nói với anh là dù như thế nào thì anh cũng phải tự tin. Cái gì của mình là của mình. Nếu thương em, yêu em thì phải thật sự hiểu em và ủng hộ em. Chà, sao bắt đầu thấy hình như trong đây nó có cái màu là có cái gì đó trúc trắc bên trong à. Mà nhiệm vụ của cô cháu mình là phải khai thác triệt để nè. Dạ. Nghĩa là phải làm xong, mà đây là lần đầu tiên họ phải nói ra sự thật ở chỗ này. À, cô muốn khai thác ai? Không, bây giờ cô chắc cô khai thác người chồng đi. Cô trong đó thì cô sẽ nghe và cô sẽ hỏi khẽ khẽ xem chồng mình tin có cái gì còn phiền muộn gì vợ sẽ thú nhận ra. Dạ, đúng okay. Rồi đó cô. Cô đi nha. Dạ. Con chúc cô hoàn thành tốt nhiệm vụ. Con cũng vậy ra. Dạ. Trời ơi, chào con. Dạ. Bây giờ thì cô Kim Xuân đã vào trong cùng với Nhật Minh rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Bình Tinh ngay bây giờ. Xin mời nghệ sĩ Bình Tinh. Em cũng phải đu theo đó. Yeah. Dạ. Chào chị. Em. Em ngồi nha. Dạ chị ngồi nha. Yeah. Đây là một người mà Vân rất là thương. Chúng tôi đã từng có dịp được làm việc chung với nhau một thời gian cũng khá là dài rồi. Nói chứ chị nghĩ rằng là công việc của em thì có lẽ chị sẽ không hỏi, tại vì chị biết rằng là Bình Tinh của chị lúc nào cũng có rất nhiều việc để làm, vì em là một người nghệ sĩ rất là tài năng. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cùng nói về cuộc sống riêng một chút ha. Em thực sự là em ít muốn chia sẻ mấy cái này. Những cái gì buồn thì em chỉ ôm trong lòng và trước mặt tất cả mọi người. Và nhất là trên trang Facebook, lúc nào Bình Tinh cũng cười rất tươi, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Chị nghĩ là chị hiểu được điều đó. Chị thì hay nói về chuyện cá nhân của mình một cách khá là thoải mái. Yeah. Tuy nhiên cũng một phần nào đó thôi. Chứ yeah. Cũng không thể nào nói hết tất cả mọi điều mà mình trải qua được. Em không biết làm sao mà khi mà nãy giờ ngồi đi, lúc đầu là chị em mình giỡn hết. Yeah. Nhưng mà khi nãy giờ dài chữ, tức là vài câu nói thôi, mà nhìn vào đôi mắt chị ốc, để mới gì là bây giờ mình đừng có ngồi ở trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, mở một cái phòng, cái quán cà phê nào đó, em sẽ tự nhiên em ôm chầm chị và em sẽ muốn nói hết những gì cho chị nghe. Em không biết vì lý do gì và tại sao, em không hiểu được, cho nên là em nghĩ là cứ phải nhìn vào đôi mắt chị, và em nghĩ là chị đồng cảm với em, mặc dù là có thể ít nhiều gì chị chưa hiểu là
em với chị nó sẽ như thế nào, nó sẽ ra sao trong cái cuộc sống từ trước đến giờ. Tại vì cái thời gian gần gũi giống như cái thời gian làm việc của chị em mình đó, thì nếu nói nhiều thì nó cũng không có nhiều. Em hạnh phúc cho chị Mai Phương nhưng mà có một cái người bạn thân thiết nên là chị Ốc để chia sẻ tất cả những cái này cái nọ. Không biết là khán giả có hiểu được tại sao mình chảy nước mắt không, nhưng mà cách đây mới hôm qua thôi, Vân có viết ở trên status ở Facebook của mình rằng á, Vân viết về chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo để nói mọi người là nhớ coi. Thì Vân mới nói là cái trái tim này là để yêu thương, đôi tay này á là để động viên, cái ôm này là để cổ vũ, và cái thái độ này á là để chia sẻ. Thì mình viết điều đó để mình hiểu rằng là dù cho bạn làm công việc gì, nhưng mà nếu bạn luôn lắng nghe người khác và đặt mình vào họ, thì bạn sẽ thấy rằng là còn rất nhiều điều tốt đẹp xung quanh mình. Thì chị nghĩ rằng là may mắn khi mà mình là một người biết yêu thương và chia sẻ với người khác. Nhiều khi á, chị gặp những người khách mời trong chương trình đó, mình hay nhìn thẳng vào mắt họ để chi? Để mình tạo cho họ cái sự tin cậy rằng là họ có thể nói chuyện với mình. Tất nhiên mình không thể nào bắt họ nói hết được, nhưng ít nhất là họ không có nói với sai người. Tức là cái người mà họ đang nói có thể là cái người sẽ phần nào đó giúp cho họ cảm thấy thoải mái hơn. Và thậm chí nếu mà làm được cho họ điều gì, nếu như họ thật sự gặp rắc rối, chị cũng sẵn sàng. Nên là chị cũng rất là cảm ơn em, và đó là lý do tại sao mà chị cảm thấy rất là xúc động. Rồi bây giờ chị có cái này dành cho em. Chị xin phép được gọi nó là cái hộp ký ức đi. Và chị mở nó ra, em hãy nhìn xem bên trong cái món đồ ở trong cái hộp này nó sẽ gợi mở cho em điều gì nha. Dạ. Để cho mọi người cùng nhìn. Trong cái hộp này là một ổ bánh mì và 1.000 đồng. Ý nghĩa của nó là gì đây Bình Tinh ơi? Cả cuộc đời em không bao giờ mà quên được cái điều này. Em với lại người bạn của em, em không gọi người ấy là chồng, em chỉ gọi người ấy là bạn. Cho tới bây giờ vẫn vậy sao? Cho tới bây giờ vẫn là bạn đời. Em không làm đám cưới, đó là cái quyết định của em. Và em cảm nhận là khi mà đã là bạn, dù là người yêu hay bạn đời hay là không phải là chữ chồng, thì mười mấy năm nay trong mắt anh ấy, em vẫn là một cô gái rất là mới mẻ. Mặc dù là hai bên gọi là đối tác với nhau là sản xuất ra một cô bé rồi. Em không biết là cái ngành bên chị Ốc, các anh chị như thế nào, nhưng ngành cải lương của em mà khi khán giả biết được mình có chồng hay là có vợ, thì cái số lượng khán giả đến với mình nó sẽ bị hạn chế lắm chị. Và đây là một cái điều mà cả cuộc đời em không bao giờ mà em quên, khi người bạn đời ấy đối xử với em. Cái bánh mì này là cái lúc đó thì em nhớ rất là kỹ là gia đình em không có chấp nhận bạn ấy. Khi mà quen nhau thì hai đứa rất là khó khăn đến với nhau. Mẹ em Tinh thì không chấp nhận con. Con thì gia đình con ở dưới quê, con cũng chưa có gì hết. Con lên Sài Gòn con sinh sống. Thì mẹ thấy chưa có cái sự nghiệp của hai đứa, chưa được cái gì hết. Bên mẹ em Tinh thì cũng khó khăn. Hai đứa lúc đó là tay trắng mà. Con ở phòng trọ, con còn đi hát lông bông cho đoàn Sao Đêm. Dạ, con là một ca sĩ trẻ được anh Lâm Chí Khanh, hồi xưa anh là giờ là cô biết, dạ, cô biết Lâm Chí cô Khanh. Quen Lâm Chí Khanh hồi đó là quen hồi còn bé tí. Dạ, dắt dạ, con vô đoàn của Sao Đêm, con hát hàng đêm. Mẹ em đều muốn em đến với những người đàn ông có điều kiện, nhưng cá tính của em thì em không bao giờ chấp nhận điều đó. Em đã yêu một người đàn ông rồi, dù đạp xích lô em cũng yêu. Và lúc đó thì gia đình em không chấp nhận, và em lại một lần nữa lì lợm bằng cách là vượt khỏi gia đình. Và khi em vượt khỏi gia đình thì lúc đó mẹ em ở Mỹ, thì mẹ em rất là giận, và mẹ em cắt hết tất cả những đường làm công việc của em. Lúc đó em không làm gì ra tiền, thậm chí một cái điện thoại mà hai đứa phải xài chung, khi mà bỏ sim em ra thì bỏ sim bạn ấy vô,
Và khi bỏ sim bạn ấy ra thì bỏ sim em vô để cùng nghe, để cùng tìm những cái show nhỏ để mà kiếm tiền lay lắt. Bắt đầu mẹ em thấy thương quá và mẹ bảo em đi qua Mỹ. Và em lúc đó em cũng nghĩ là thôi nên đi, bây giờ ở đây cũng chết, nhờ không còn cái gì để mà làm được hết trơn. Và cái đêm trước khi em đi Mỹ, lúc đó thì em bị một cái tai nạn. Là mình tin té từ ở trên cái sầu thang lên sân khấu á con, từ trên cao té xuống, đá dưới là đá xanh không á con. Té một miếng may 4 mũi mà qua ngày sau mình tin đi Mỹ. Chị Ốc có nhìn thấy không, lúc đó con người mình nó ngộ ngộ lắm chị. Khi mà không có tiền cái gì cũng thèm hết trơn trời. Thì hai đứa đi ra đường, em đi ngang cái chỗ bán cơm gà ngay Cao Thắng, em nói thèm quá, em thèm. Mà trong người bạn ấy thật sự lúc đó bạn ấy không có đồng bạc nào hết trơn, thì bạn ấy mới biểu em đứng đó đi để bạn ấy đi đổ xăng. Thì không biết là đi đổ xăng sao, thì một chút sau bạn ấy quay trở lại thì bạn ấy mới ghé vô mua cơm gà cho em 19 ngàn. Em mới nói ủa sao anh mua cho có mình em ăn, trời như đây gãy ngứa gì em ăn chút xíu. Anh là anh ghét nhất là ba cái cơm gà này, trời ơi anh không có ăn. Anh thiệt tại em đầu thì anh mua thôi, ăn mấy cái này em nghĩ đi, gà Mỹ bắn mới ngon. Anh no muốn chết, bụng bự nè, thực chất rất đói chị. Và đem về, đem cơm gà về thì còn đúng 1 ngàn. Và 1 ngàn đó là đi ra mua ổ bánh mì chấm với muối tiêu. Em chưa kịp ăn hộp cơm gà thì em đi xuống lầu thì em thấy ngồi đó chấm bánh mì ăn với muối tiêu, em ăn chung được không, cho ăn chung đi, cơm gà ăn được. Ăn và đi qua bển. Mà chính vì cái điều đó mà bỏ hết. 8 tháng sau cũng lộn cổ về Việt Nam để tìm. Ở bên đó là không, chị Huyền mới thấy cái gia đình Tinh vậy. Cái gì Huyền mới giới thiệu cho mình Tinh một người ở bên đó để ở bên đó luôn. Cái mình Tinh không mới chấp nhận, thì Huyền mới la mình Tinh. Chị cho em suy nghĩ một lần nữa. Để suy nghĩ khi em chọn về Việt Nam hoặc là em ở đây. Mình Tinh mới suy nghĩ, mình Tinh chọn con, mình Tinh quay về. 8 tháng cầm về được 50 đô. Và 50 đô đó hai đứa lại tiếp tục vun đắp. Và đến ngày hôm nay đã 15 năm. Nếu không có cái ổ bánh mì và 1 ngàn này thì có lẽ bây giờ thì em ở Mỹ chứ em không ở Việt Nam. Nhưng mà em cũng cảm ơn ổ bánh mì với 1 ngàn đồng này. Vì nếu mà em ở Mỹ thì em đâu có được là quán hương sao nói ngôi. Lúc đó thật sự là mọi chuyện đối với em nó bế tắc lắm chị Ốc ơi. Nó không có được một cái gì gọi là sáng sủa hết. Những ngày tháng đó thì bạn ấy luôn ở bên cạnh em và ủng hộ động viên em. Thậm chí em gặp rất nhiều biến cố trong cuộc sống, kinh tế với gia đình em, thì cái người luôn ở bên cạnh em lại là bạn ấy. Bước ngoặt của cuộc đời em sau nối ngôi là cha mẹ đã sinh em ra thêm một lần nữa. Tất cả mọi thứ dường như mỉm cười với em khi em là quán quân sau nối ngôi. Em không biết số phận của em như thế nào mà khi em sanh ra rất là nhiều chông gai và rất là nhiều gian khổ, thậm chí nợ nần khó khăn của cha, của mẹ, của gia đình. Em chưa bao giờ có được một ngày hạnh phúc. Nhưng mà em không có buồn chứ. Thậm chí chị không biết, em là một người nghệ sĩ cải lương, con nhà nòi, một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng chưa bao giờ mọi người sẽ nhìn thấy em ở những sân khấu cải lương chuyên nghiệp. Hầu như em sống giống như là thừa thải một cái vùng gian thì em chỉ được hát ở những cái đình, cái miễu. Em chỉ được hát ở đám ma, đám hỏi, đám sinh nhật. Ở những chương trình lớn, những chương trình của sân khấu cải lương thì hầu như mọi người cứ nghĩ là chắc mình Tinh chết rồi. Mình Tinh chết rồi cho nên không xuất hiện nữa. Và cho đến khi mà khởi động cuộc thi game show Sao Nối Ngôi thì em nghĩ đây là một cái cơ hội duy nhất
trong cuộc đời của em mà em phải tận dụng và nắm bắt bằng mọi cách. Nhưng em nắm bắt bằng chính cái thực lực của em, bằng chính cái đôi chân của em, chứ em cũng không làm bất cứ điều gì sai trái với lương tâm của một người nghệ sĩ. Và khi em đoạt giải sao nổi ngôi thì em hạnh phúc lắm đi. Em cài, em làm. Mỗi người em nghĩ chỉ được một cái thời vận. Ai cũng nói Tinh ơi làm ráng giữ gìn sức khỏe. Em ơn vì điều đó lắm. Nhưng bây giờ em không làm rồi, sau này em muốn được làm, em có làm được nữa không chị? Bạn ấy thật sự hy sinh cho em nhiều lắm. Mà cái điều đó chỉ có em hiểu, chứ không ai hiểu. Mẹ em, gia đình em cũng không hiểu. Bình tin, em tin chị ông không? Tin chứ chị ông. Nếu em tin chị thì em phải dõng dạc nói với cả thế giới này rằng đây là cha của con gái em. Bình tin đã có một người đàn ông ở bên cạnh như vậy suốt 15 năm. Đó là một điều mà em phải tự hào. Em sẽ không mất một khán giả nào cả. Em tin chị đi. Em không mất một chương trình nào hết, mà em sẽ còn được hơn nữa. Và bạn ấy không cần phải là người đàn ông trong bóng tối của em nữa, mà phải dõng dạc bước ra đây ngồi cạnh em. Và thậm chí không cần một lễ cưới, không cần tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn. Mà mình nghe Tin nói về những cái ngày khó khăn á, rồi tình cảm và sự biết ơn của mình Tin dành cho mình á, lúc đó cảm xúc của em như thế nào? Em thực sự em ngồi tâm sự với cô Xuân với Trọng thì em cũng kể là những gì đó mà cái sự khó khăn của hai chồng em đã vượt qua tới ngày hôm nay mà khi có Bella rồi. Thế em nghĩ là tụi em hết khổ, em sẽ vượt qua cái những cái gì mà khó khăn nhất mà đã vượt qua rồi, mà khi đã có Bella còn cái gì không có thể là không vượt qua được hết. Em nghĩ vậy. Ông hồi nãy thiệt ra thì mình có nói là cái điều mình trăn trở là vì cái sóng gió của cả hai bên gia đình, cho nên là cho đến giây phút này các con cũng chưa có được cái sự công nhận chính thức. Mà giống như những người nam nữ thanh niên yêu nhau, người ta cần có là một cái hôn lễ. Cho nên ý tứ của Bình Tinh rất là rõ, là cứ hồi nãy nhìn ngồi trong kia của Xuân nghe chuyện là bạn ấy không à. Nhưng mà về phía Minh thì là vợ con rồi. Cô có nói là thế thì tại sao con không nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới sắp tới, con sẽ làm cái hôn lễ với vợ con với sự chứng kiến của con gái con,
cái mình nói con sẽ làm một điều bí mật. Nếu như mà em đã chuẩn bị cho điều này, hoặc là đã có một cái điều gì mà muốn thực sự nói với Bình Tinh thì em cũng có thể nói ngay lúc này. Đến với chương trình em cũng có món quà dành cho vợ. Nguyên nhà đó. Bà chị hứa nha. Mỗi lần tôi đi đám cưới vô mất cỡ luôn, ngồi hết bàn luôn. Và em nhìn kìa, ngày hôm nay là cứ coi như đây là một gọi là một cái đám cưới trong mơ đi, mặc dù nó chưa diễn ra thực tế ngoài đời, nhưng mà nó cũng là tiền đề cho mọi chuyện sẽ diễn ra một cách thực sự và chính thức. Và khách mời đông chưa? Bao nhiêu con người ở trong phim trường đã đứng dậy để mà chúc mừng cho hạnh phúc của họ. Và còn chần chờ gì nữa, hãy dành cho họ một tràng pháo tay nào. Và đây sẽ là một hình ảnh thật đẹp để khép lại chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo ngày hôm nay. Thương chúc gia đình nhỏ của bé Bella, thương chúc Nhật Minh và Bình Tinh sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Dạ, cảm ơn chị. Dù lúc mà các bạn có trong tay tất cả, hay thậm chí phải đối diện với những khó khăn cùng cực nhất, thì vẫn luôn có nhau. 15 năm, 15 năm và còn nhiều 15 năm nữa. Chúc mừng hạnh phúc của hai bạn. Cảm ơn cô Kim Xuân và cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo. Và hãy nhớ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo bằng cách rất là đơn giản. Nhớ giờ phát sóng của chương trình 21:35, chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.